Nó đẹp dã man luôn này, các bạn nhìn hiệu ứng này. Ui, nó kiểu 3D ấy. Nó mờ mờ, xong bên trong nó chấm 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 chấm. Ôi đẹp dã man. Đó, không biết qua camera nó có thể diễn tả được hết cái hình ảnh sống động ở đây không, nhưng mà thực sự cái hệ thống đèn này nó quá đẹp mọi người. Xin chào mọi người. Khi nhắc tới một mẫu sedan hạng sang cỡ trung đầu bảng thì chúng ta không thể nào mà bỏ qua được mẫu xe này. Và đúng không ạ? Đây là chiếc Mercedes-Benz E-Series hoàn toàn mới, E-Class hoàn toàn mới. Và đây được coi là một đối thủ xứng tầm của chiếc BMW 5 Series mà chúng tôi cũng vừa có cơ hội được gửi video tới các bạn. Thì chiếc xe này sắp tới đây nó cũng sẽ sắp được đưa về Việt Nam rồi, cam đoan thôi. Cũng sớm thôi, chắc là trong năm nay luôn. Chiếc xe này sẽ được đưa về Việt Nam. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem chiếc xe này nó có cái gì. Thì đầu tiên thì đây là một phiên bản gọi là all new hoàn toàn mới của dòng xe E-Class. Và đặt trên quan điểm của cá nhân mình thì E-Class từ trước đến nay nó vẫn là một cái dòng xe, nó có một cái phong cách khá là riêng khi đặt trên bộ ba C-Class, E-Class và F-Class. Nếu như C-Class thì người ta hay gọi là một cái tiểu S-Class đúng không? Thì ở E-Class thì chúng ta sẽ thấy một cái hình ảnh nó khá là riêng biệt, nó khá là khác so với cả chiếc C và chiếc S. Cụ thể thì các bạn có thể nhìn thấy ngay từ cái phần mặt tiền thôi. Thì với mình thì chiếc E-Class giờ đây nó được học hỏi và thừa hưởng rất là nhiều những cái phong cách từ những cái mẫu xe điện thuần chủng của Mercedes-Benz là dòng EQS, EQ nói chung là dòng EQ. Thì chiếc xe này nếu thoạt chỉ nhìn bên ngoài ấy, thì có lẽ người ta sẽ dễ bị nhầm nó là xe điện. Ngoại trừ một phần là mặt ca lăng, nó sẽ không phải là dạ kín thôi. Đó, mặt ca lăng sao rơi với logo mới của Mercedes rất đẹp. Và thậm chí nếu các bạn để ý kỹ hơn, vì ở bên trong này chúng ta sẽ có cả cái đèn LED định vị xuyên suốt cái phần mặt ca lăng này. Nó tạo ra một cái sự nổi bật từ cái khu vực đầu xe. Kết hợp với đó là ở cái hệ thống đèn, giờ đây chúng ta sẽ có đèn định vị là phân mảnh 2 tầng với cái cách điệu tạo hình nó uốn lượn hơn, nó điệu đà hơn với hai thấu kính ở phía bên trong. Và hệ thống đèn ở thị trường Thái Lan, phiên bản này là phiên bản E350, thì chúng ta sẽ có Digital Light. Và mình cũng có một cái niềm tin mãnh liệt là cái phiên bản E300 AMG nếu có bán ở Việt Nam sắp tới, là phiên bản của chiếc xe này này, thì nó cũng sẽ là đèn Digital Light, một cái hệ thống đèn cực kỳ xịn sò của Mercedes-Benz. Một hệ thống đèn có thể nói là tinh vi nhất đối với cả thị trường xe ô tô trên toàn thế giới bây giờ. Hệ thống đèn này nó có thể, thứ nhất là cường độ sáng cực kỳ cao này, cái thứ hai là nó tắt đi nhiều điểm ảnh và thông minh hơn so với cả, thậm chí là thông minh hơn so với cả multibeam và magic led cơ. Cực kỳ là đắt tiền ở cái hệ thống đèn này. Và nhìn ở cái toàn bộ cái phần đầu xe thì chúng ta có thể thấy đây là cái phiên bản mang cái hơi hướng kiểu exclusive, tức là hơi hướng kiểu lịch sự sang trọng, chứ nó không phải là AMG, nên thành ra là cái body kit của nó sẽ hiền hòa hơn. Và với mình thì cái phong cách thiết kế của chiếc E-Class giờ đây trông nó thanh lịch, trông nó hiện đại và trông nó nhã nhặn, chứ nó sẽ không theo kiểu quá thể thao và quá trẻ trung như chiếc C-Class. Đó. Còn ở phía dưới nắp capo này, chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái tùy chọn động cơ khác nhau. Ở bên Thái thì cũng vậy thôi, nhưng ở Việt Nam thì mình nghĩ là nó vẫn sẽ là động cơ, tất nhiên động cơ mới, động cơ i4 vẫn là mild hybrid. Công suất thì cực kỳ lớn rồi, hơn khoảng loanh quanh 300 mã lực cơ. Nói chung ở Việt Nam thì nó sẽ là động cơ khác, nên là chắc là mình sẽ không tiện để so sánh với động cơ ở bên này. Đây, mời anh em sang bên này. Ở khu vực thân xe thì một trong những cái điểm nữa mà chúng ta có thể thấy được là cái hình ảnh của chiếc EQ, những chiếc xe EQ nó hiện lên chiếc xe này, đó chính là cái phần tay nắm cửa. Đó, tay nắm cửa mở theo dạng cảm ứng vuốt là mở. Đó, tay nắm cửa cảm ứng này nó sẽ thò ra và thụt vào, cực kỳ xịn sò. Đó, và ở cái khu vực thân xe này thì các bạn cũng có thể thấy là so với cả phiên bản cũ thì nó cũng đã được điều chỉnh về cái phần chiều dài cơ sở và chiều dài tổng thể, nên giờ đây từ phần ngang chiếc xe chúng ta thấy một cái khuôn dung đầu dài hơn, đuôi dài hơn, và nguyên cái khu vực trục cơ sở cũng đã được dài hơn khá là nhiều so với cả trước đây. Tất nhiên là nó sẽ giúp cho cái không gian cabin ở phía sau thì nó sẽ rộng rãi hơn. Mâm ở trên phiên bản của Thái Lan đẹp, mâm đa chấu đúng theo tinh thần lịch lãm sang trọng. Đó, rồi mời anh em sang phần đuôi đi. Rồi, ở cái phần đuôi xe thì chúng ta sẽ có cái hệ thống đèn hậu cách điệu theo đúng cái logo của Mercedes-Benz bây giờ luôn. Rất đẹp.
ngày xưa thì người ta hay nói đến việc là hệ thống đèn ở ô tô thì phải nhắc đến kiểu Audi các thứ, nhưng mà giờ đây Merc và BMW họ làm không hề kém, hay có thể nói là thậm chí còn nhỉnh hơn. Đây các bạn nhìn này, đây đó, ui nó đẹp dã man luôn này, các bạn nhìn hiệu ứng này, ui nó kiểu 3D ấy, nó mờ mờ, xong bên trong nó chấm 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 chấm, ui đẹp dã man đó. Không biết qua camera nó có thể diễn tả được hết cái hình ảnh sống động ở đây không, nhưng mà thực sự cái hệ thống đèn này nó quá đẹp mọi người. Còn cái không gian cốp thì với mình nhá thì nó khá là sâu ở phía bên trong, nhưng nó lại không sâu xuống phía bên dưới, nên thành ra là nếu mà bảo mình cái không gian cốp này nó có thoải mái không thì với mình là nó khá là rộng thôi chứ không quá thoải mái, không quá thoải mái đó. Rồi bây giờ thì mời anh em sang bên kia một xíu đi. Đây đợi một anh nữa, anh đang xem xe xong mình sẽ vào luôn. Mình vào dưới trước đi vậy. Mình ngồi dưới trước đi. Đây, ngồi dưới trước nhá. Rồi, cái phần cửa ấy thì nguyên là nó cũng giống như kiểu C-Class hay là S-Class mới thôi, trông nó vẫn không có quá nhiều điều khác biệt. Nhưng cả cái phần ghế này thì nó lại tạo hình khá là giống chiếc EQ. Ghế theo kiểu vuốt, theo kiểu giống kiểu hơi du thuyền một tí ấy. Đẹp mịn cong. Đó, ngồi thì thoải mái, có cửa sổ trời hai mảnh luôn, toàn cảnh luôn. Hệ thống điều hòa riêng biệt luôn, 4 vùng độc lập. Loa Burmester. Điều hòa thì không chỉ là ở đây mà còn ở trên cái trụ B cơ. Nói chung là ngồi thì với mình nhất thì cái da ghế của cái phiên bản này nó hơi cứng. Thật đấy, hơi cứng. Hơi cứng. Ngồi nó không êm cái bản tọa của mình lắm. Lưng ghế cũng thế, thoải nhưng mà nó cũng hơi cứng. Không gian thì cơ bản là ổn so với cả một chiếc xe hạng sang cỡ trung, không quá rộng nhưng là được, là được. À, thôi mời anh em lên kia đi, mình dần dần đi. Đợi một bác nữa đang xem. Đó, các bạn đợi một xíu nhá, đợi một bác xem xong thì mình sẽ vào. E-Class, một chiếc xe mang thiên hướng kiểu doanh nhân trẻ đấy. Nếu như kiểu BIM 5 thì nó sẽ theo kiểu là thanh niên, kiểu chất chơi một tí. Thank you. Thì ở trên chiếc xe này thì chúng ta sẽ có theo kiểu định hướng hơi doanh nhân. Ôi giời ơi. Rồi, vào đây thì lại một lần nữa thì cái việc thừa hưởng cái phong cách của chiếc EQ, tức là những chiếc xe điện, nó lại được thể hiện đầy đủ hơn. Không giống S-Class, cũng chẳng giống C-Class. Mà vào trong này các bạn sẽ thấy nó rất giống EQ, EQS, EQE. Bộ đôi màn hình Hyper Screen ở đây. Hai cái màn hình hai bên. Một cái màn hình cho hành khách này, một cái màn hình trung tâm này. Cực đẹp, cực kỳ đẹp. Và cái thiết kế tạo hình của khu vực táp lô này nó bầu bầu ấy, nó tròn tròn cong cong. Đẹp, phải nói là đẹp. Ở phía đây thì chúng ta sẽ có một cái màn hình riêng biệt. Vô lăng, ui, thật sự là vô lăng của Merc họ làm đẹp thật đấy các bạn ạ. Vô lăng đẹp quá luôn, đi bắt không thể nào mà có một cái từ nào tả được cái vô lăng này. Nó làm cho mình lúc nào cũng chỉ muốn cầm vào nó thôi. Da đẹp mịn này, thiết kế design rất thể thao mà nó vẫn có một cái gì đó rất lịch lãm, đẳng cấp dã man. Đó. Để chỗ này là gỗ hết này. Gỗ hết này. Đó. Màn hình 2B screen của Merc này. Thực ra mình khá là thích cái hệ thống MBUX của Merc. Nó thông minh mà nó nhạy, cũng như là giao diện đẹp. Đó. Còn bên này là màn hình phụ nhé. Mình cũng đang không hiểu sao cái màn hình lại bật. Vì bình thường nhé, nếu cái màn hình này ấy, nó chỉ bật khi mà có người ngồi ở đây thôi. Còn khi không người ngồi ở đây thì hiển thị của cái màn này nó sẽ tắt đi, để đảm bảo cái gọi là cái an toàn. Ở trên EQ là thế, còn ở trên E thì mình cũng đang chưa hiểu sao họ lại bật ở đây. À, có một cái nữa mình cũng chia sẻ với các bạn. Đây là một cái camera nhá. Đây một cái camera này. Đó, một cái camera họ đặt thẳng luôn chứ không che giấu gì cả. Thì ở trên cái xe này, ở một số thị trường nhá, nó thậm chí là có tới 5 cái camera ở trong cái khoang xe này. Tất nhiên là cái nhiệm vụ của 5 camera này nó không chỉ là để theo dõi cái mức độ tập trung của người lái, mà thậm chí là các bạn có thể chat webcam ngày xưa ấy, hoặc là FaceTime này kia ấy, kiểu chat Zoom này để chúng ta họp online ấy, TikTok này kia ấy, livestream ấy đấy. Thì ở trên cái E-Class mới chúng ta có rất là nhiều camera. Ở cái phiên bản này thì mình đang thấy có một cái ở đây, còn thậm chí có nhiều bản nó 5 cái cơ. Xịn lắm. Đẹp. Nói chung là ngồi vào đây thì mình rất giống EQ. Nhưng mà cảm giác là nó
nó kéo về hiện tại nhiều hơn. Như EQ là cảm giác nó còn hơi bị tương lai đúng không? Thì ở cái xe này mình cảm giác kéo về hiện tại nhiều hơn. Đẹp, mỗi tội cái ghế ngồi nó hơi cứng các bạn. Ngồi hơi cứng, ngồi nó không êm mông. Mặc dù là cái hệ thống treo của Merc thì họ vẫn luôn luôn hướng tới cái cảm giác êm ái, treo đa điểm này kia, rất nhiều các cái thanh, rất nhiều cái càng được bắt vào các cái vị trí cần thiết để làm chiếc xe nó êm ái, giữ luôn luôn trọng tâm tốt nhất có thể. Nhưng mà nói thật ra chạy những chiếc xe của Merc thì đâu đó chúng ta vẫn có một cái cảm nhận là nó rất là chắc, nó chắc quá luôn ấy, nó kiểu nó bị hơi xe tăng ấy đó. Còn cái xe này thì đấy, chỉ ghế hơi cứng thôi. Đó, đây là chiếc E-Class mới thì và cũng sắp tới đây thôi, nó cũng sẽ được đưa về Việt Nam và sẽ sớm thôi chúng ta sẽ có cơ hội được trải nghiệm chiếc xe này, được chạy chiếc xe này ở Việt Nam, và lúc đó chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cách kỹ lưỡng hơn, đầy đủ hơn. Ủa, cái HUD này sâu thế. Ui, mời anh em xem này, cái HUD sâu dã man. Đầy đủ hơn về chiếc E-Class đời mới nhất của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Và bây giờ thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.